cùng hóa phóng viên chuyên nghiệp. Vì sao Bạch Lộc bị Sa Thi Mạn đè bẹp? Chưa bàn đến diễn xuất, chỉ riêng tạo hình thôi đã như trên trời dưới đất rồi. Chắc mọi người đều biết, thời gian này có đến 2 bộ phim về nữ chính phóng viên được ra mắt khán giả. Một là Bạch Lộc trong Dị Ái Vi Danh và người thứ hai là Sa Thi Mạn ở Nữ Vương Tin Tức, cùng hóa nữ cường trong công việc. Nhưng Bạch Lộc lại nhận gạch liên tục, còn mang tiếng là yêu đương não. Sa Thi Mạn thì khiến người ta suýt xoa mãi vì quá xuất sắc. Vì sao giữa họ chênh lệch đến thế? Một, tạo hình. Chỉ riêng phần tạo hình của Bạch Lộc và Sa Thi Mạn thôi đã có rất nhiều điều để nói. Chắc mọi người đều biết, Bạch Lộc đã đầu tư phục trang rất kỹ nhỉ, toàn sắm đồ hiệu để lên phim, tổng giá trị của một cảnh phim không dưới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cô lại khiến khán giả phải kêu trời vì không có phèn nhất, chỉ có phèn hơn. Đồ hiệu diện trên người cô đều trông rất buồn cười, hệt như sản phẩm vài trăm ngàn đồng được mua trên Taobao vậy. Dĩ nhiên, ngoài lỗi từ góc quay xấu, không thể bỏ qua được khí chất bình dân của Bạch Lộc chẳng hợp với váy áo đắt đỏ. Nhìn sang Sa Thi Mạn mà xem, trong phim cô đều diện đồ công sở với hai màu trắng đen chủ đạo. Chẳng cần trang điểm cầu kỳ hay làm tóc cho xinh tươi, Sa Thi Mạn vẫn hớp hồn khán giả trong từng cảnh quay vì toát ra phong thái phóng viên vừa tự tin mạnh mẽ lại vừa thời thượng. Và quan trọng nhất là tác phong làm việc chỉnh chu của cô cực kỳ thuyết phục. 2. Hình tượng nhân vật. Bạch Lộc trong phim mang tiếng là phóng viên tài chính, nhưng phần lớn nội dung lại xoay quanh việc ca tụng nhan sắc khuynh thành cùng chuyện tình ái ba xu giữa cô và nam chính. Thậm chí, những lần phải triển khai nghiệp vụ của cô đều chẳng cần động não, dựa vào nhan sắc trời cho là đã hanh thông như được trải thảm hoa hồng rồi. Xem giết, người ta cảm thấy vai trò phóng viên như để tô điểm thêm cho nhan sắc của nữ chính, không để khán giả coi nhân vật này là hoa dâm bụt có đỏ mà không có thơm. Còn Sa Thi Mạn đã xây dựng được một phóng viên chỉnh chu hoàn mỹ trong lòng công chúng. Cô cầu toàn đến mức chuẩn bị cả một xe trang phục để diện đồ cho thích hợp với bối cảnh cần xuất hiện. Cũng bá đạo đến mức chủ động luôn trong chuyện tình ái, chưa bao giờ sa đà tình yêu hay để nó chi phối sự nghiệp của mình. Đúng chuẩn một nữ cường nhân của ngành truyền thông. 3. Diễn xuất. Riêng về mảng này thì Bạch Lộc gần như không có ưu thế gì trước Sa Thi Mạn dày dặn kinh nghiệm, còn từng lên ngôi thị hậu TVB đến 2 lần. Diễn xuất của Bạch Lộc trong Dị Ái Vi Danh không có điểm sáng gì vì hình tượng nhân vật của cô khá nhạt nhẽo, chẳng có nhiều đoạn cao trào để phô bày sự tiến bộ. Thế nên, tổng thể thì trông cô quá bình bình, không có gì chê nhưng cũng chẳng có gì để khen. Phim của Sa Thi Mạn là do TVB sản xuất, tất nhiên chẳng thể thiếu những phân đoạn cao trào hấp dẫn. Và với Sa Thi Mạn thì chuyện này dễ như ăn bánh vậy. Ngay cả trong những cảnh phim rất bình thường, Sa Thi Mạn vẫn khiến người ta phải suýt xoa vì tài nhập vai của mình. Có thể nói, trong bất cứ cảnh quay nào, cô đều dễ dàng trở thành tiêu điểm, khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Có thể thấy, Bạch Lộc đã toàn bại Sa Thi Mạn về mọi mặt khi cùng hóa phóng viên. Không chỉ vì sự xuất sắc của đàn chị mà còn bởi đoàn phim Dị Ái Vi Danh của cô vốn dĩ có quá nhiều vấn đề. Ngoài góc quay xấu, kịch bản tràn ngập tình yêu bị đánh giá tam quan bất chính, thì diễn xuất yếu kém của cặp đôi chính cũng khiến tác phẩm bị đánh giá thấp. Bảo sao điểm Duben của phim chưa đạt ngưỡng 5,